copy of Ren in Saigon. Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách in kiểm tra màu trên máy in Epson L1210. Thì các bạn sẽ vào trong Control Panel, chọn cái mục là View Device Printer. Nếu giao diện của các bạn như thế này, các bạn click vào chữ View by Category, chọn Last Icon. Và sau đó cũng chọn Device and Printers. Các bạn sẽ tìm tới cái biểu tượng của cái Epson L1210 series này ha. Click vào và chọn cái dòng Printing Reference. Nó sẽ đưa chúng ta tới cái tab bảo dưỡng luôn nha các bạn. Các bạn lưu ý là khi các bạn cài đặt driver từ trang chủ của hãng thì nó sẽ có những option này. Nếu mà driver Windows tự nhận thì nó sẽ không có cái tùy chọn này nha các bạn. Thì lúc nãy bắt buộc các bạn phải download và cài đặt driver từ trang chủ của hãng. Rồi, để kiểm tra kim phun đồ in thì các bạn select vào cái dòng này. Rồi, sau đó bấm in. Thì như trên màn hình đây các bạn thấy ha, nếu như mà cái máy in của các bạn có 4 màu in ra tốt như ở cái dòng phía trên, hình phía trên, thì khi các bạn in ra những cái file hình ảnh hay là văn bản nó sẽ không có bị sập, đứt nét hay là mất màu ha, hay sai màu. Còn cái dòng mà cần vệ sinh ở phía dưới thì nó bị đứt nét thì bắt buộc các bạn phải clean in mực ha. Đây. Thì cái dòng máy này nó còn có một cái nữa mình rất là thích, đó là Total Bay nữa các bạn. Cái counter ha. Rồi trang in đầu tiên đây, 11 tây tháng 10 2022. Ngoài ra còn có số series number cũng như là firmware. Và đây là cái màu. Cái bảng mã màu. Như thế này là ok nha các bạn. Thì trong quá trình sử dụng các bạn theo dõi thường xuyên cái hệ thống mực ngay chỗ này, đừng để nó hụt quá cái mũi tên tam giác cân, các bạn hướng xuống nè, cái mức tối thiểu ở đây nè, các bạn đừng để xuống tới mức đó ha, còn khoảng chừng 1/3 là các bạn châm mực được rồi. Thì như vậy sẽ bảo đảm là độ phun nó không bị thiếu mực, thì chất lượng của tuổi thọ độ phun sẽ kéo dài hơn. Rồi sau khi mà các bạn click vào in mà thấy cần vệ sinh thì các bạn sẽ click vào chữ vệ sinh ngay chỗ này. Chữ tiếng Anh thật cleaning. Còn nếu mà in ra thấy đẹp ok thì các bạn sẽ bấm vào chữ hoàn tất. Cái đó là khi các bạn thao tác các bạn kiểm tra đầu in ha. Còn làm sạch đầu in cũng vậy, các bạn click vào. Đây các bạn click vào đây, bấm chữ bắt đầu thì máy sẽ cleaning mực. Và cái vệ sinh tăng cường này là dành cho các bạn khi các bạn lỡ mà các bạn quên châm mực mà đã hụt mực luôn rồi đó. Khi các bạn châm đầy vào và các bạn sẽ lít vào cái vệ sinh tăng cường này. Và lưu ý tính năng này chỉ sử dụng được 12 tiếng đồng hồ một lần thôi. Đây ha, các bạn thấy có cái một cảnh báo nè. Đợi ít nhất 12 giờ không in. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra kim phun cũng như là cách clean in kim phun cho cái Epson L1210 xong nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích, tặng cho mình một like, share, subscribe, bật chuông để luôn luôn được nhận nhiều video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.